các bạn thiếu nhi đâu ạ? Và bây giờ nhá, một câu hỏi dành cho các bạn thiếu nhi được không ạ? Các bạn thiếu nhi thân mến, các bạn có yêu thích ông già Noel đúng không ạ? Các bạn có yêu thích ông già Noel đúng không ạ? Đâu có ông già Noel đâu ạ? Rất nhiều ông già Noel hóa trang ngày hôm nay. Vậy thì các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ có biết là ý nghĩa của ông già Noel hay các bạn có cho biết là ông già Noel thực chất là ai không ạ? Vâng ạ. Ông già Noel ạ, ông già Noel thực chất là ai ạ? Vâng ạ. À, chắc là Leo chỉ gần gần gũi một chút này thôi ạ. Vâng ạ. À, cánh tay đâu ạ? Xin một cánh tay đi ạ. Bạn già quá. À, một bạn nhỏ ở dưới kia nhưng mà không biết là thiên thần có biết có thể dùng cái cánh không? Cánh này nhỏ quá không thể bay đến đấy bạn được. Mà đã hạ xuống dần rồi. Dạ. Rồi một bạn ở gần đây đi ạ. Hãy trao cho một bạn ở gần gần gũi với Leo đi ạ. Vâng. Bạn nhỏ đi ạ. Cho bạn nhỏ đi ạ. Các bạn trả lời được không ạ? Đâu? Được rồi, bạn lớn hơn một chút ạ. Vâng, bạn đã cho biết là tên thật của ông già Noel là gì ạ? Vâng ạ. Dạ, em thưa anh là tên thật của ông già Noel là Thánh Nicola. Vâng ạ, con gọi một tên khác ạ. Nhưng không sao ạ, vẫn tên thật Leo vẫn chấp nhận câu trả lời của bạn là chính xác ạ. Chính xác là vị Thánh Nicholas, đó là vị thánh quan thầy của trẻ em hay còn gọi là Santa Claus. Được không ạ? Vâng ạ, một phần quà dành cho bạn.
cố gần chỗ cây thông này.